Yuna hài hước khẳng định giới tính trên sóng truyền hình. Ngày 18 tháng 4 vừa qua, Yuna có buổi trả lời phỏng vấn trên chương trình The Iconoclast. Tại đây, thành viên SNSD có dịp chia sẻ về vai diễn mới nhất cũng như những khó khăn, kỷ niệm trong quá trình ghi hình phim truyền hình Trung Quốc đầu tay. Cũng như những diễn viên Hàn Quốc sang đại lục đóng phim, rào cản ngôn ngữ chính là khó khăn đầu tiên họ vấp phải. Yuna cũng không ngoại lệ. Ban đầu, khả năng tiếng Hoa của cô cực kỳ hạn chế. Tuy nhiên, với những nỗ lực học tập không ngừng cùng sự giúp đỡ của các bạn diễn, giờ đây Yuna đã có thể tự tin giao tiếp không thua kém người bản địa. Điều này được cô nàng chứng tỏ khi tham gia chương trình Happy Camp vừa qua. Chỉ trong thời gian ngắn có thể đạt được trình độ như thế này, Yuna giành được tình cảm cũng như sự nể phục của đông đảo khán giả. Được biết, một trong những quý nhân giúp đỡ Yuna trong quá trình học tiếng tại Trung Quốc chính là bạn diễn trong phim, nữ diễn viên Tôn Kiêu Kiêu. Bất chấp rào cản ngôn ngữ, cả hai nhanh chóng thân thiết như chị em từ những ngày đầu hợp tác diễn xuất. Khi Tôn Kiêu Kiêu đến Hàn Quốc, Yuna chính là hướng dẫn viên du lịch đưa cô đến tham quan nhiều cảnh đẹp tại xứ sở Kim Chi. Tình bạn thân thiết và những hình ảnh thân mật được cả hai liên tục cập nhật trên trang cá nhân khiến các fan vô cùng ghen tị. Cũng trong buổi phỏng vấn này, Yuna nói với Tôn Kiêu Kiêu: "Chị có thể thích em chứ đừng yêu em nhé, em yêu con trai chứ không yêu con gái đâu." Khiếu hài hước của nữ thần tượng xứ Hàn khiến mọi người trong khán phòng không khỏi bật cười. Dù vậy, cuối chương trình, Tôn Kiêu Kiêu vẫn trìu mến hôn lên má Yuna. Hiện Yuna đang xuất hiện trên sóng truyền hình Trung Quốc trong phim cổ trang Võ Thần Triệu Tử Long vào vai Hạ Hầu Kinh Nhi. Lượt xem của bộ phim vượt qua con số 2,3 tỷ chỉ trong 12 ngày đầu lên sóng và lượt xem mỗi ngày đều đạt hơn 200 triệu lượt. Điều này chứng tỏ tên tuổi đình đám của Yuna và trở thành sao nữ Hàn Quốc sáng giá nhất tại thị trường đại lục. SM mới đây cũng cho biết nhờ vai diễn này mà cô nhận được hơn 30 lời mời đóng phim từ phía nhà làm phim Trung Quốc và đang cân nhắc cho vai diễn phù hợp nhất. Trước mắt trên các trang mạng xã hội đang rộ tin Yuna có thể tham gia vào bộ phim Tam Đồ cùng Mã Thiên Vũ và Oh Se-hun, phim do Lâm Tâm Như sản xuất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại!